Dịch COVID-19 xuất hiện trên 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, để lại hậu quả không hề nhỏ với nhiều khu vực trên toàn thế giới. Không chỉ xuất hiện ở người, nhiều trường hợp động vật cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhưng mới đây, một quốc gia còn xét nghiệm và nhận thấy virus corona mới có cả trong đu đủ. Theo thông tin từ Reuters, Tổng thống nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania, ông Mangkut đã cho kiểm tra bộ kết xét nghiệm mà nước này nhập khẩu bằng cách xét nghiệm những mẫu thực phẩm ngẫu nhiên, không phải từ con người như đu đủ, dê và cừu được dán nhãn tên tuổi. Được biết bộ kit mà quốc gia này dùng được nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng ông không đưa ra thêm thông tin chi tiết gì về việc nhận những bộ kit này từ đâu, nguồn gốc cụ thể như thế nào. Sau khi được đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra, các mẫu từ đu đủ và dê có kết quả dương tính với COVID-19. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và lo lắng, nhưng hầu hết mọi người đều nghi ngờ rằng chất lượng của bộ kit không đảm bảo và yêu cầu cơ quan chức năng quốc gia này phải có sự điều tra kỹ hơn. Thực tế, chính quyền quốc gia đang nhận nhiều chỉ trích do những giải pháp thiếu quyết đoán và mập mờ trong việc phòng chống COVID-19. Gần đây, cũng theo Reuters, giới lãnh đạo đất nước này vừa nhập về một loại thảo dược từ Madagascar và tin rằng có thể dùng để chữa bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra. Tuy nhiên, loại thảo dược này chưa được bất kỳ một tổ chức y tế uy tín nào công nhận hiệu quả. Chính vì vậy, kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 trên đu đủ và dê vừa được công bố không nhận được nhiều sự tin tưởng từ mọi người. Tuy rằng đây chỉ là một kết quả chưa có sự đảm bảo và chắc chắn vì nguồn gốc bộ kit không rõ, nhưng đây cũng là một việc đáng xem xét và không được chủ quan. Cư dân mạng đang chia ra làm hai luồng lo ngại và phản đối. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận vì COVID-19 có trong thực phẩm chưa được xác nhận, nhưng không tránh được trường hợp virus corona bám trên các bề mặt. Điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh bằng các biện pháp vệ sinh cẩn thận.